Rồi xin chào anh Linh, chào tất cả các anh em trên kênh xem kênh Bonsai Cần Thơ ha. Bữa nay em cũng có lên một lô mai dùm 25 cây, 25 26 cây gì đó chút ghim vô rồi tới cuối biết ha. Có trong trong clip thì có hai cây cúc bi. Hai cây cúc bi còn lại là Thủ Đức không cô chú anh chị. Bây giờ em vô cây số 1 ha. Cây số 1 là một cây giảo Thủ Đức ghép gốc nhớt cô chú anh chị, ghép từ lúc nó còn cỡ cái ống hút điếu thuốc gì đó mà mới lớn rồi, tới bây giờ thì nó mới lớn ghép cầm cái này chắc tầm 5 mùa, 5 6 mùa rồi. Hoành thân ở đây là 15 ha. Chiều cao của cây là 85. Tán ngang của cây là 80 ha. Cây mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. Cô chú anh chị nào mà cỡ tháng này thì cũng là cũng gần cuối năm rồi, cỡ tháng 11, gần tháng 12 rồi. Bây giờ thì cái lá nó xuống màu vàng như là cũng không có vấn đề gì hết cô chú anh chị. Tại vì mình cũng bỏ phân để mình làm nụ cho nó đó. Mình tưới phân làm nụ thì cái lá nó vàng lại ha. Rồi em xin qua cây số 2 ha. Cái mã số 2. Cái mã số 2 cũng là một cây gốc nhớt luôn ha. Hoành thân ngay chỗ cái chột ghép ở đây là 14 ha. Cây này có cái củ mà hình trái bí ha cô chú anh chị. Hoành củ trái bí của nó là 26 ha. Chiều cao của cây là 1 mét. Tán ngang của cây là 70 ha. Cây mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn của chú anh chị. Cây thì nhìn cái lá sơ sát nhưng mà tháng này thì mình không quan trọng cái lá nữa của chú anh chị. Cô chú anh chị nào ở miền Bắc á, thì em như bây giờ em gỡ ra tới ngoại thì cũng cả một tuần lễ đi thì còn mấy ngày nữa thôi là mình cũng lãi lá rồi. Còn trong miền Nam này cỡ 13, 14 mình cũng lãi lá rồi. Rồi em xin qua cây số 3 ha. Cái mã số 3 này cũng là một cây gốc nhớt cô chú anh chị. Cái chục ghép ở đây là 13 ha. Cái củ này hồi đó thì cũng quấn trái bí 2, 3, 3, 4 múi, 3, 4 múi à. Bây giờ nó lớn thì nó cũng dính lại cô chú anh chị. Cái hoành củ ở đây là 29 ha. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang của cây là 82 ha. Cây mã số 3 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 400 ngàn của chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của em là 0923 309 622 ha. Cái này là giảo Thủ Đức mà ghép gốc nhất. Số điện thoại đó là cũng có Zalo cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cô chú anh chị nào muốn mua nguyên lô thì cứ điện thoại cho em thì em sẽ có giá sỉ để bán nguyên lô cho cô chú anh chị mình về bán Tết ha. Rồi em qua cây mã số 4 ha. Mã số 4 này có cái củ rất là đẹp của chú anh chị. Hoành ở đây là 13 ha. Gốc nhớt mà ghép lên hoành tới mười mấy 20 thì mười mấy thì cây già lắm ha cô chú anh chị. Đây là hoành cũ là 28 ha. Chiều cao của cây là 95. Tán ngang của cây là 62 ha. Cây mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. Cây mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn. Cây nụ rất là già ha cô chú anh chị. Nụ thì mình khỏi phải suy nghĩ rồi ha. Rồi em xin qua cây mã số 5. Cây mã số 5 này em đo cái hoành thân ở đây là 11 ha.
Hoành củ ở đây thì hồi đó cũng quán trái bí nè, 3 múi, 4 múi ha. Cái này là 4 múi. Hoành củ ở đây là 27 cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 95. Tán ngang của cây là 65 ha cô chú anh chị. Cây mã số 5 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. Hàng ra tới nơi thì cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng mà không được cắt dây em buộc, mà buộc cái cây á cô chú anh chị, không mình không có được cắt dây đó ha. Cô chú anh chị mình được dỡ nắp thùng ra xem mà có vấn đề thì còn đậy là được, chứ cô chú anh chị mình cắt rồi không có ai buộc lại giùm em á. Gửi gì nhà vườn ở đây thì cây nó bị gãy ha, hư hết cây luôn ha. Rồi em qua cây mã số 6 ha. Cây mã số 6 này có hoành ở đây là 12 ha cô chú anh chị. Cây nào cũng có củ tầm 20, 25, 27, 26 gì á. Củ ở đây là 25 ha. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang của cây là 75 cô chú anh chị. Cây mã số 6 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 100 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0923 30 9622 ha. Rồi em xin qua cây mã số 7. Cây mã số 7 này để em đo cái hoành thân. Cây mã số 7 này của hoành thân ở đây là 12 ha cô chú anh chị. Hoành đế ở đây là 23 ha. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang của cây cũng 80 luôn ha. Cây mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn cô chú anh chị. Cây này nó nút nụ thì khỏi bàn cãi hả. Mấy anh em nào ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì bây giờ mình mua vẫn còn kịp ha cô chú anh chị. Giờ mình mua về ngoài thì đầu tháng 12 mình xuống lá được rồi. Có vấn đề gì cô chú anh chị mình cứ điện hỏi, điện thoại vô hỏi chủ vườn cách chăm sóc cây gì đó, cứ điện thoại vô chủ vườn hỏi ha. Cây mã số 8, em qua cây mã số 8 cô chú anh chị. Cây mã số 8 này có cái củ rất là lớn ha. Hoành thân ở đây chỗ chột ghép là 13 ha. Cái củ trái bí này hồi đó là quắn 3 múi nè cô chú anh chị, nó dính lại ha. Đây là 27 ha, củ là 27. Chiều cao của cây là 90 ha. Tán ngang của cây là 73. Cây mã số 8 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn mua nguyên lô thì cứ điện thoại cho chủ vườn, thì cô chú anh chị mình ở gần khu vực miền Tây thì cứ đến tại vườn mà thương lượng ha. Rồi cái mã số 8 này em xin vô lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn. Qua cây số 9 ha. Rồi cái mã số 9 này có hoành thân là 11 ha. Hoành củ của cây là 31. Chiều cao của cây là 80 cô chú anh chị. Tán ngang của cây là 65. Cây mã số 9 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. Cây có cái củ nó nằm, thân nằm xuống mà cắt lên ha cô chú anh chị. Rất là hay ha. Này hồi đó em quán trái bí nè, nó 3 múi. 3 múi nè. Rồi cái mã số 9 này có 1 triệu 200 ngàn ha chú anh chị. Rồi em qua cây số 10 ha. Từ đầu clip tới giờ là em quay toàn là gốc nhớt không ha chú anh chị. Ở đây là hoành thân vô đây là 13 ha.
bệnh cũ ở đây là 25. Chiều cao của cây này là 60 ha. Tán ngang của cây là 65. Cây gốc nhất này 5-6 mùa mà cái nụ thì khỏi phải bàn cãi của chú anh chị. Nụ rất là to ha. Cái mã số 10 này em xin giao lưu với giá là 1.100.000 ha. Cái mã số 10 ha cô chú anh chị. Có giá là 1.100.000. Số điện thoại giao lưu của em là 09233 09622 ha. Số đó có Zalo tên Thòn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình muốn mua số lượng thì cứ liên hệ chủ vườn luôn ha. Rồi 10 cây vừa rồi em báo giá là đều là gốc nhớt ha. Bây giờ em qua tới cây gốc vườn ha, cây gốc bứng, gốc lớn ha cô chú anh chị. Rồi có hoành thân ở đây là 22 ha. Chiều cao của cây là 1m15. Tán ngang của cây là 80 ha cô chú anh chị. Cây mã số 11 này em xin giao lưu với giá là 1.600.000 ha. Cây có hoành đế rất là đều ha cô chú anh chị. Nè, cái đế đều rất là đều ha. Thân chi cành này kia bỏ cũng đều ha. Cây này hiện tại đang vô chậu 4 cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua thì về mình mua cái chậu 4 mình để vô lại ha. Cây này là ghép giảo Thủ Đức ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây mã số 12 là một cây cúc bi ha. Cây cúc bi này là em ghép gốc vườn ha. Hoành thân ở đây là 13. Có đế chảy rất là đều không chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m3 ha. Tán ngang của cây là 1m nha cô chú anh chị. Cây có tay cành rất là đều ha. Cây mã số 12 này em xin giao lưu là một cây cúc bi. Em xin giao lưu với giá là 1.600.000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Cây nút nụ rất là nhiều ha. Nút nó chơi cái nụ nó tròn tròn nhìn cũng hay đó ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 13 ha. Nhưng mã số 13 cũng là một cây cúc bi. Mã số 13 này có hoành thân thì lớn hơn cây kia ha. Hoành thân ở đây là 15 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m3 ha. Tán ngang của cây là 1m. Cây mã số 13 này em xin giao lưu với giá là 1.700.000 ha cô chú anh chị. Cây rất là tròn ha. Cây đã vô dây chỉnh sửa rồi. Về cô chú anh chị mình khi nào lấy lá thì gỡ dây ra luôn ha. Cây rất là nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 13 này là một cây cúc bi em xin giao lưu với giá là 1.700.000. Rồi em qua cây mã số 14 ha. Cây mã số 14 là một cây giảo Thủ Đức cô chú anh chị. Cây mã số 14 là một cây giảo Thủ Đức ha. Hoành thân ở đây là 22 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m40 ha. Tán ngang của cây là 1m, cây đã vô dây chỉnh sửa rồi nha cô chú anh chị. Có đế bỏ rất là đều ha. Đều bốn mặt, mặt nào cũng có đế hết ha. Cây mã số 14 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 ha cô chú anh chị. Là một cây giảo Thủ Đức ha. Rồi hôm qua cây mã số 15 cũng là một cây giảo Thủ Đức luôn ha chú anh chị. Cây mã số 15 này cây nở cũ ha. Cây cũ ở đây rất là to ha cô chú anh chị. Cây này thì em vô chậu để nuôi. Bây giờ em bán thì em chưa có khai thác cái đế lên ha. Hoành thân ở đây là 20. Về cô chú anh chị mình moi đế lên chơi ha. Chiều cao của cây là 1m4.
Em đo từ mặt chậu lên. Tán ngang của cây là 90 ha cô chú anh chị. Cây mã số 15 này là cũng là một cây dảo thủ đức. Cây này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 200 ngàn ha. Cây này thì em ghép bữa nay nữa là một mùa rưỡi ha cô chú anh chị. Gần 2 mùa rồi. Qua cỡ tháng 3, tháng 4 là 2 mùa ha. Rồi cây này là 1 triệu 200 ngàn. Cây mã số 15 ha cô chú anh chị. Rồi em xin qua cây mã số 16 ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 16 là cũng là một cây dảo thủ đức ha cô chú anh chị. Rồi đếm đôi hoành thân ha. Hoành thân ở đây là 21 ha. Chiều cao của cây là 95. Tán ngang của cây là 80 ha. Cây mã số 16 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha cô chú anh chị. Cây có hình thú ha cô chú anh chị, hình thú nằm ở đây ha. Nhìn rất là hay ha. Cây này em ghép ba bo của chú anh chị. Cây em đã vô dây chỉnh sửa nụ bọng này kia, tôi em đã làm hết rồi. Tháng này là làm hoàn thiện nụ này kia hết rồi ha. Rồi em qua cây mã số 17 ha. Rồi đem đo hoành thân ha. Hoành thân của nó, cây là ở đây là 19 ha. Chiều cao của cây là 83. Tán ngang của cây là 80 ha. Cây mã số 17 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 100 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn ha chú anh chị. Hiện tại cái dây này em giá vô là bây giờ nó đã định hình rồi ha. Về của chú anh chị mình lãi lá rồi gỡ dây luôn ha chú anh chị. Em để cái dây này vô mình đóng thùng này kia, mình có thể bẻ cong nó vô mà nó không bị gãy cây ha. Rồi em qua cây mã số 18 ha. Rồi để em đo hoành thân cây ha. Hoành thân ở đây là 19 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang của cây là 80 luôn heo chú anh chị. Cây mã số 18 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 1 triệu thôi cô chú anh chị. Mấy cây này thì cô chú anh chị mình lên chợ mua không có giá này đâu ha. Tại đây tụi em bán giá tại vườn, giá nhà vườn mình làm lên. Lên chợ thì mình tốn tiền lô bọng này kia nữa thì nó ra rất là nhiều chi phí, người ta bán giá đội lên rất là cao ha. Ở đây tụi em bán thì cũng bao ship tại nhà luôn rồi, mình không có tốn chi phí gì nữa, chỉ trả 1 triệu là có cây chơi thôi. Rồi em qua cây mã số 19 ha. Cây mã số 19 này có hoành thân ở đây là 23 ha. Chiều cao của cây là 1 mét. Tán ngang của cây là 90 ha. Cây này, cây mã số 19 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn ha. Cây này em ghép 4 bo ha cô chú anh chị. Cây này thì ghép 3 mùa ha cô chú anh chị. Nói chung cái dòng mai ghép này là ghép mình ghép 1 năm á, là chơi bông đã đạt rồi. Nhưng mà cây này tụi em đã ghép 3 năm rồi, 3 mùa. Rồi em xin qua cây mã số 20 ha. Cây mã số 19 hồi nãy thì là 1 triệu 300 ngàn ha. Tiếp theo là cây mã số 20. Có hoành thân ở đây là 20 luôn ha. Chiều cao của cây là 1 mét. Tán ngang của cây là 1. Tán ngang của cây là 75 ha. Cây mã số 19, mã số 20 này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. 1 triệu 200 ngàn cho cây mã số 20. Số điện thoại giao lưu của em là 09
2330962 ha, cũng là số Zalo của em luôn ha, số Zalo là tên Thòn nha cô chú anh chị. Rồi em xin qua cây mã số 21 ha. Cây mã số 21 có hoành thân ở đây là 23 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang của cây là 80 ha. Cây mã số 21 này em xin giao lưu với giá là 1.200.000 ha. Rồi cây mã số 21 này em xin giao lưu với giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc luôn thôi chú anh chị. Cô chú anh chị nào có ý định mua mai bán Tết thì lấy cái lô này đi bán rất là ngon ha. Tại gốc vườn rất là mạnh, lên chợ mình rất là dễ bán ha. Cây mã số 22 này có hoành thân rất là lớn ha, lớn hơn những cây hồi nãy. Có hoành thân chỗ đây là 26 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 1 m. Tán ngang của cây là 90 ha. Cây mã số 22 này em xin giao lưu với giá là 1.300.000 ha. Đây bên đây em có lặt lá để cho cô chú anh chị mình thấy cái nụ cho nó rõ nè. Nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 22 này là 1.300.000, em xin bao ship toàn quốc luôn ha. Cô chú anh chị nào ưng ý cây nào thì điện thoại vô chủ vườn thì họ sẽ đóng thùng gửi cho mình ha. Rồi em qua cây mã số 23. Mã số 23 này có hoành thân lớn hơn cây đó nữa ha. Hoành thân chỗ đây là 28 ha cô chú anh chị. Cây này em ghép 5 bo ha. Chiều cao của cây là 95 ha. Tán ngang của cây là 1 m 1. Cây mã số 23 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 ha. Cây có hoành thân rất là lớn ha, mấy cái đế ở dưới đây ha. Cô chú anh chị mình mua về thì mình bự bự ra mấy chỗ này nè, đế không nè. Rồi mình mua cái chậu đẹp đẹp mình vô rồi mình để lên cái đô mình chơi Tết ha. Em thấy người ta chơi sao thì em nói vậy chỉ cho cô chú anh chị mình chơi cho nó đẹp cái nhà mình ha. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 cô chú anh chị. Rồi em qua cây mã số 24 ha. Mã số 24 này có hoành thân ở đây là 20 ha. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang của cây là 95 ha cô chú anh chị. Cây mã số 24 này em xin giao lưu với giá là 1.300.000 ha. Cô chú anh chị nào muốn mua số lượng nhiều cái điện thoại dưới vườn rồi thương lượng giá cả, cô chú anh chị mà đã gần khu vực miền Nam miền Tây này thì đến vườn luôn ha. Đến vườn thương lượng thì cô chủ vườn người ta sẽ để giá sỉ hơn nữa cho cô chú anh chị mình mua bán Tết ha. Rồi cây mã số 24 này em xin giao lưu với giá là 1.300.000. Rồi em qua cây mã số 25 ha. Cây mã số 25 này có hoành thân ở đây là 22 ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang của cây là 75 ha. Cây mã số 25 này em xin giao lưu với giá là 1.200.000 ha. Cây đã vô dây chỉnh sửa là tròn cho cô chú anh chị mình ha. Về cô chú anh chị mình chỉ lật lá và gửi dây ra là chơi Tết thôi ha. Cây mã số 25 này cũng là một cây cuối clip ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng ý cây nào thì cứ điện thoại cho chủ vườn thì lựa chọn thoải mái ha. Rồi cuối clip xin kính chào cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ cho chủ vườn Thòn ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị.